Ok, chào trai Trắng Nhung. Ok, chào các em, thì hôm nay sẽ hỗ trợ cho các em về cụm từ phần số 2. Các em có thể chia sẻ về để xem lại cũng như là tắt tên bạn bè và cùng xem cùng nhé. Nếu các em xem rõ cũng như là nghe rõ thì có thể comment để em biết nhé. Rồi, chúng ta cùng đợi một chút nữa, chúng ta sẽ bắt đầu vào bài luôn. Ok, chào Ánh. Chào Linh Bảo Ngọc nha. Không nhầm là từ năm bao nhiêu sau năm 2020 là sẽ có cái hình thức thi mới đúng không nhỉ? Hình như là có thay đổi cả cái khối thi hay sao ấy. Thay đổi cả khối thi. Hôm nay anh đọc qua thì cũng không nhiều lắm. Hình như còn mỗi khối D, còn mỗi khối D, còn lại thì phải thi theo hình thức một môn cộng với một môn một một cái tổ hợp. Không nhầm thì là thế. Thì các bạn 2K1 thì vẫn là may, vẫn là thi là chưa chưa phải là mới. Từ chắc là từ năm sau trở đi, năm năm 2020 trở đi là sẽ có hình thức mới đấy. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu vào cái buổi hôm nay. Thì em có thể chia sẻ về tất cả bạn bè và cùng học nhé. Ok, chúng ta chuyển luôn câu số 1. Các em có thể comment đáp án nhé. Anh nói to một chút à. Đấy, nói to rồi. Anh đang nói rất là to. He left the country under arrest if he returned. Anh ta rời đất nước. Gì gì đó. Arrest, nhưng mà hiểu là danh từ không? Đó, bởi vì đằng sau chữ trống em thấy là đằng sau này nếu mà sau giáp thì nó sẽ là một mệnh đề phụ đúng không? Thì arrest đây thì không thể đóng vai trò một mệnh đề nữa, chỉ là một danh từ thôi. Do đó thì mình suy luận ở đây danh từ nha. Đấy. Nào thì chúng ta sẽ cùng xem về câu số 1. Câu số 1 thì chúng ta sẽ chọn án gì? Anh ta rời đất nước gì đó này, bị bắt nếu mà anh ta quay trở lại. Đúng nha. Rồi, thì câu số 1 ta có thứ nhất in fear that with under threat rồi vậy with threat of được chưa? Ở đây nó mang đến cụm từ đó nha. Thì đây các chú ý cho anh là thứ nhất là mình không dùng với in fear that đó, không phải không dùng mà là ở đây cái hình thức là arrest sẽ là danh từ đúng không, nên là mình không dùng in fear that trường hợp này được, nên là a bị loại vì sau that là một mệnh đề cơ đúng không nha. Nha, còn là b c d thì thấy này with threat of, with fear of, với cả under threat of,
thì sẽ có cái with setup là lại, chúng ta không có with setup để cho, chỉ còn with fear với cả under setup thôi. Thì anh cũng chú ý luôn cho anh đó là ta có cái cụm đó là for fear of nha. Đấy, chúng ta không dùng with, đấy, chúng ta không dùng with mà chúng ta dùng ở đây nó là gì ạ? For. Để anh chút. Đấy, chúng ta phải dùng for fear of, hoặc là for fear that, vì e sợ rằng, vì e sợ điều gì hoặc vì e sợ rằng nha. Đó, sau đó chỗ này thì chúng ta chỉ là C thôi, under threat of, để cho under threat of là bị đe dọa, bị đe dọa, có nguy cơ đe dọa, bị đe dọa. Đấy, em nhớ cụm này cho anh, under threat of. Ok, câu số 2. Câu số 2, before choosing a job, trước khi bạn lựa chọn công việc, you should take into consideration, ta bạn nên cân nhắc, cân nhắc cái gì, ta có take something into consideration nhé, take into consideration hoặc take something into account thì mang nghĩa là cân nhắc, cân nhắc, cân nhắc một vài cái gì đó, bao gồm cái nguồn cung cũng như là cái nhu cầu cho người chuyên nghiệp ở bất kỳ cái lĩnh vực cụ thể nào, được chưa? Ở đây ta có terms, factors, remarks, signs. Được chưa? Ở đây chắc chắn là danh từ rồi, bốn cái này đều là danh từ thôi. Bốn này đều là danh từ. Thì đàn A, đàn A cái term đây thì nó không hợp nghĩa rồi. Đúng không? Term đây thì cái danh từ ở đây nó mang cái gì đó, quay vòng, được chưa? Hoặc là chiều hướng, được chưa? Đấy, thì nó sẽ không hợp. Đàn B factor đây là mang nghĩa là nhân tố, cái yếu tố đúng không? Ở đây có vẻ ok rồi. Bạn nên cân nhắc những yếu tố. Remark là lời nhận xét, cái nhận xét thì không được rồi. Side là cái khía cạnh hoặc mặt, do đó thì không được, đúng không? Câu này chọn B rồi nha. Câu số 3 này, ta có là gì, hội đồng cố vấn về kinh doanh thì đã được thiết kế một cách đặc biệt dành cho những người gì đó, cái lời khuyên về việc là thành lập cái doanh nghiệp mới, đúng không? Absence, duty, want, need. Ở đây ta có in đó, đó. Thì absence là thiếu vắng, duty là cái nghĩa vụ trách nhiệm, đó. Want, need thì chúng ta đều biết rồi, đó. Mong muốn hoặc là cần. Thì đây chúng ta có một cái cụm nữa là in need of, đó. Tức là cần điều gì, in need of something mà nghĩa là cần cái điều gì đó nha. Vậy thì sẽ có là thiết kế dành cho những người mà cần lời khuyên về việc là thành lập cái doanh nghiệp mới, ok chưa nhé? Vì trong này còn đặt gọi là chỉ xác nhận đi. Câu số 4 này, please will you just tidy the room nè, thì bạn có là gì nhỉ? Bạn có thể dọn phòng đúng không? And stop the excuse. Ở đây nó đang hỏi collocation, cái động từ nào đi với excuse ở đây, having, making, doing, taking, được chưa? Ở đây ta có cái cụm đó là make excuse, make excuses, thì mang nghĩa đó là biện hộ, được chưa? Biện hộ nha. Hãy dọn phòng đi, ngừng biện hộ, được chưa? Con này chỉ xác là B. Rồi, nếu mà không biết thì em có thể chia sẻ, okay, có thể là gì nhỉ? Ghi chép lại nhé, nhớ ghi chép lại. Câu số 5 này, how do you like the steak done? Ở đây nó hỏi là cái miếng thịt của bạn, bạn muốn nó được chế biến như thế nào, đúng không? Đấy, bạn mua cái miếng thịt được làm như thế nào? Thì nó bảo gì đó, please. Thứ nhất là nó bảo là I don't like it very much, tức là tôi không không thích lắm, không thích nhiều thì không được, đúng không? Đáp B là rất ít, đáp C là well done, chín kỹ. Đấy, khi nói về thức ăn là chín kỹ. Đấy, nhá. Còn very much rất nhiều thì không được. Đấy, thì trong này nó hỏi là cái muốn miếng thịt nó được chế biến như nào thì chắc chắn là gì, chín kỹ thôi. Chín kỹ đây là hợp nhất nha. Tái thì mình có thể nói là rare, được chưa? Rare nha, rare là tái, ok chưa? Rồi thì trong này ta có được đáp chính xác là C em nhé. Câu số 6 này, the curtains have become such a strong light. Cái
tấm rèm thì bị gì đó, bởi vì là ánh sáng chiếu vào mạnh, weaken, fainted, delighted. Ok, thì trong con số 6 này chúng ta sẽ có thứ nhất là weaken. Weaken là làm cái gì đó yếu đi, làm yếu đi, được chưa? Faded, fade ở đây nó mang cái động từ đó, động từ nội động từ mang nghĩa là mờ nhạt, mờ nhạt. Faint, faint chúng ta có faint là ngất xỉu, ngất xỉu nha. Còn đây tức delight, delight là làm yêu thích, làm cho hứng thú yêu thích, được chưa? Thì trong này ta có là tấm kèm nó bị mờ nhạt đi, nó mờ nhạt bởi vì là ánh sáng chiếu mạnh vào nhá. Vậy trong con này là chính xác B. Ok bây giờ câu số 7 này, câu số 7 ta có là the case against the corruption scandal was the dot. Cái vụ kiện đây, mình dùng vụ kiện nhưng mà trường hợp nhé, cái vụ kiện để chống lại tham nhũng rồi nha, để chống lại tham nhũng thì gì đó, thứ nhất discord, discord đây ta có discord something, nó sẽ bằng với get rid of something đấy kìa nha, nó bằng với throw something away, chào bạn sư mây nhé, ta vứt cái gì đi. Discord, refuse là từ chối rồi, eliminate tức là loại bỏ, còn dismiss là bãi bỏ, là bãi bỏ nha. Thì ta có một collocation ở đây là dismiss, dismiss a case, bãi bỏ một cái vụ kiện nào đó này nha, bãi bỏ một vụ kiện nào đó nha, bãi bỏ một cái vụ kiện nào đó. Ok, vậy trong câu này thì có được là chính xác là dismiss nha. Rồi câu số 8, a meeting will be the right to discuss the matter. Một cái buổi họp sẽ được gì đó để mà thảo luận cái vấn đề, sẽ được gì, run, taken, held, done. Ở đây nó có là collocation, tức là đây nó đang hỏi là cái động từ nào mà đang liên quan từ cái meeting đấy nha. Thì trong câu số 8 này thì các em thấy là chúng ta có hai cái đáp án đây, hai đáp án đây có thể đi với meeting. Thứ nhất là run the meeting, meeting thì mang nghĩa là điều hành một cuộc họp đó. Kiểu như thì là chủ tọa điều hành một cuộc họp đấy, điều hành cuộc họp. Còn hold the meeting đó, tức là tổ chức cuộc họp. Thì đây rõ ràng là một cuộc họp được tổ chức để thảo luận về cái vấn đề, chứ không phải là ở đây mang tính điều hành, tức là người nào điều hành, ví dụ ông này ông kia, bà này bà kia sẽ điều hành cái cuộc meeting này, cuộc họp này đấy, để nói về vấn đề gì đó thì mình mới dùng răng ở đây mới hiểu nha. Thì trong câu số 8 này chắc chắn là C rồi, được chưa? Câu số 9 này, make exercise part of your daily regularity chore routine frequency. Ở đây ta có một cái câu collocation rất là phổ biến, đây tôi có daily routine, thói quen hàng ngày, thói quen hàng ngày nhé. Regularity là cái sự gì nhỉ, thường xuyên đều đặn đấy, chore là cái việc vặt, việc làm vặt thì anh nói luôn đỡ phải ghi nhá, việc làm vặt. Frequency là biết rồi, thường xuyên nhé. Thì trong này ta có daily routine. Câu số 10 này, many people like the dot of life in the countryside. Ta nhiều người rất thích cái gì đó ở nông thôn, vùng nông thôn. Step, pace, speed, space. Ở đây ta có of life đúng không? Ở đây nó hỏi về cái nhịp sống, nhịp sống ở nông thôn. Thì ta có câu số 10 đây có nhịp sống, đây ta có là pace of life. Nó nghĩa là nhịp sống. Nha. Nhịp sống. Thì trong câu này ta có này chính xác B. Câu này màu này, today household chores have been made much easier by electrical adult. Ngày nay thì những cái việc gia đình, việc trong gia đình thì được thực hiện dễ dàng hơn rất nhiều bởi cái gì đó. Thứ nhất instrument, instrument đây nó là cái nhạc cụ rồi. Applications nó là cái sức ứng dụng. Thầy anh nói luôn nhé. Appliance có cái cụm là electrical hoặc electric cũng được. Electrical appliance nó mang nghĩa là gì? Thiết bị điện. Ok, utilities
Thì đây mang nghĩa đó là cái sự thuận tiện, sự thuận lợi nhé. Thì đây nó có là electrical appliance. Ok chưa? Câu 12, the referee draws a coin to decide which team would kick the ball first. Thì nhà trọng tài gì đó, cái the coin, cái đồng xu đấy, để quyết định là đội nào sẽ ra bóng trước. Ở đây ta cũng pass toss through court. Ở đây pass là quăng ném này, toss là tung, through là ném, court là bắt. Thì đây ta có the coin, thì đây nó chỉ có một cái cụm là toss the coin nhé. Ta có toss the coin thì mang nghĩa đó là tung đồng xu đó, kiểu như mình tung đồng xu để chọn mặt nào người kia đó, hiểu chưa? Thì ta có là chính xác là B. Câu 13 là the hotel is so expensive. They charge you £60 for bed and breakfast. Ở đây là cái khách sạn rất là nhiều. Họ gì nhỉ? Họ đã gì đó bạn £60, 63 cho việc ngủ, giường ngủ cũng nhà sáng. Thì trong câu số 13 này ta có là họ tính giá, charge, take, find, cost. Thì ta có cụm là charge somebody, được chưa? For. Đấy. Thì là nghĩa là tính giá, tính giá cái gì đó. Còn cái cụm find, find somebody for thì mang nghĩa là phạt, nhá, phạt ai, phạt ai vì điều gì, được chưa? Ta có find động từ nhé, các em chú ý đây là một verb. Đấy, phạt ai vì điều gì đó nhá. Thì trong này thì ta còn lại chỉ sẵn A thôi, bởi vì họ tính giá bạn 60 bảng cho giường ngủ cũng như là bữa sáng. Câu 14 này, having done at the table, Mrs. Roberts called the family for supper. Sau khi dọn bàn, Roberts thì đã gọi gia đình ăn tối. Thì great spread ordered complete. The table ở đây là cái cụm nào, cái động từ nào đi với the table mang nghĩa rất là dọn bàn. Được chưa? Dọn bàn. Thì đây ta có cái cụm đó là lay hoặc là set the table, mang nghĩa là dọn bàn. Spread nó là lan rộng ra, đúng không? Order là đặt hoặc ra lệnh, order somebody to do something đấy. Complete là hoàn thành, hoàn thiện. Thì đây ta có đây chính xác là A, đúng không? Lay hoặc set the table, dọn bàn nhé. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang 15. I looked up the number in the telephone dot guide list directory catalog. Tôi đã tìm kiếm, các bạn thấy đó, look up cụm động từ đấy, tìm kiếm số của họ trong gì, trong gì đó điện thoại, đúng không ạ? Thì guide list này ở đây thì chắc chắn là nếu không biết thì khó làm, đúng không? Ta có cụm danh từ là telephone directory, đấy, ta danh bản điện thoại nhé, danh bản điện thoại, được chưa? Còn catalog nó mang nghĩa là mục lục, được chưa? Mục lục nhé. Đấy. Nhá, catalog một lượt, được chưa? Không em, không phải đặt đặt bàn, không phải đặt bàn. Nếu mà nói đặt bàn khác mà mình nói là kiểu như thế là mình gọi là gì nhỉ? Dọn bàn nhá, nhờ bàn nhá, dọn bàn ăn. Đấy, dọn bàn ăn hoặc bày bàn ăn cho dễ đi. Bày bàn ăn. Nhá. Dọn bàn hoặc bày bàn ăn ra để ăn đó, chứ không phải là mình dọn để mình rửa bát các kiểu đâu, hiểu chưa? Được chưa? Rồi câu 16 nhá. How long does the play the dot? Cái vở kịch kéo dài bao lâu? Last stress extend for long. Ở đây ta sẽ phân biệt thôi nhá. Thứ nhất ta có cái last, được chưa? Last đây mang nghĩa là kéo dài hoặc là tồn tại,
nó là nội động từ nhé, kéo dài hoặc là tồn tại. Đấy, trong bao lâu? Đấy chưa? Còn stretch, stretch ở đây mang nghĩa là kéo, kéo căng hoặc là giãn ra, kéo giãn ra. Đấy chưa? Còn extend đó là mở rộng thôi, mở rộng. Hoặc là khi nó là ngoại động từ thì nó là kéo cái gì nó dài ra, khi nói về mặt thời gian nhé. Khi nói mà thời gian thì nó kéo cái gì đó dài ra, nhưng mà nó phải là ngoại động từ, tức là ngoại động từ là nó tác động lên cái tân ngữ, nội động từ là nó không có cái tân ngữ đằng sau, mình hiểu như thế. Được chưa? Hoặc là khi mà extend là một nội động từ ấy, thì nó mang nghĩa là chảy, là chạy dài, chạy dài. Ví dụ như con sông Hồng nó chạy dài từ đâu tới đâu đấy thì mình sẽ dùng extend. Được chưa? Còn prolong ở đây ta có mang nghĩa là kéo dài hoặc là gọi là nối dài ra nhé, kéo dài hoặc nối dài ra, nối dài ra. Thì đây ta thấy là cái vở kịch này nó kéo dài bao lâu, kia nó tồn tại, được chưa? Ý cái vở kịch này nó kéo dài trong bao lâu, đúng chưa? Đấy, thì trong này ta dùng last, mà last là đúng nhất ở đây, vì last là nội động từ đó, bởi vì the play là chủ ngữ thôi, mà sau có last ở đây nó là động từ thì không có tân ngữ đằng sau last thì chắc chắn là đúng không? Đó nha. Có 17 luôn. 17 là dây là all day swimming and sunbathing at the beach. Ở đây ta có 17 dễ quá, dành cả ngày bơi và tắm nắng, spend. Được chưa? Có 18 nè. Ở đây mình giải thích luôn, past đã vượt qua, use sử dụng occupy là chiếm đóng, chiếm đóng, chiếm giữ cái gì đó. Được chưa? Khi mà tính từ occupied thì mang nghĩa là busy, to be occupied mang nghĩa là busy. Ok. Câu 18, we repair the banks of our dirt upland. Plot piece pie là hole. Pie là cái mẩu bánh đúng không? À, ở đây nó hỏi cái mẩu đất cơ. Nhá. Thì đây ta có cái cụm này. Mình sẽ nói là a plot hoặc là an area. Nhá. An area of land thì mang nghĩa là mẩu đất. Được chưa? Còn khi mà mình muốn diễn đạt cách khác ở piece ấy, mình nói a piece, mình không nói a piece of land nha. Mình không nói a piece of land mà mình phải nói là a piece of ground. Đấy, tức là mẫu đất. Đấy, một cái mẫu đất nha. Thì trong câu 18 này ta có a plot of land. Đấy, nhớ nhá, mình nói a piece of ground thì mang nghĩa mẫu đất. Còn a plot hoặc là an area of land thì mới mang nghĩa là mẫu đất. Ở đây nó là land. Đấy, đấy, a piece of ground. Câu 18 thì ta còn lại chính xác là A nha. Rồi câu 19 là the plane seemed too deep and many people screamed in the dark. Ở đây ta có là cái máy bay nó kiểu như đâm thẳng xuống ấy, đó, kiểu lao xuống á nha, và rất nhiều người la hét trong hoảng sợ hay gì đó. Đó, ở đây mình hiểu đoán là hoảng sợ rồi. Happiness ở đây không phải là hạnh phúc rồi. Panic là hoảng sợ. Afraid tính từ lo sợ thì không đúng không? Exciting nó là hứng thú thì chắc càng sai. Bởi vì sao in là một danh từ, thế lúc này cần một danh từ nhé. Thì do đó chúng ta sẽ chọn luôn được là B, hoảng sợ, panic. Câu 20 là when we had given up all hope, we felt the plane slowly gained the dark. Ở đây nó là nối lại câu trên này. Khi mà chúng tôi từ bỏ cơ hội, từ bỏ cái hy vọng đấy. Đó, chúng tôi cảm nhận được là máy bay nó dần dần lại đạt được cái gì đó. Height, tall là length. Ở đây chắc chắn là một danh từ, đạt được cái gì đó đúng không? Đúng không? Thì do đó thì đoạn A và C sẽ loại nhá. Và chỉ còn đoạn B và đoạn D thôi. Ở đây có thể là không thể đạt được chiều dài được. Đó, phải đạt được độ cao. Độ cao nó là height. Nhá, các em chú ý không đọc là height mà đọc là height. Được chưa? Các em hiểu không? Yeah. Cái more I think I do not occult. Tôi nghĩ là tôi bị dính cảm rồi. Đó, bị dính cảm. Thì đây ta có là I have a cold hoặc I have got a cold. Ở đây nó là cái diễn đạt giống như tiếng Anh Mỹ. Mình có thể I have got hoặc I have đều được. Nhá. Yeah. Ở đây có get a cold, have a cold. Yeah. Chứ nó là gain hoặc obtain hoặc eat a cold. Vô lý. Đúng không? Rồi câu 22 này. Mercury nhận được cái giáo dục gì đó đấy ở trường địa phương, và cũng như là được
tra nhá, huấn luyện về khoa học thì general, generally, generation, generic thì chắc chắn mình sẽ loại đàn B rồi, bởi vì education là một danh từ, trước danh từ là một tính từ, do đó đàn B loại. Cái thứ hai là generation, nó cái thế hệ thì cũng không đúng ở đây, không nói là giáo dục thế hệ gì cả nên là C cũng loại, đúng không? Còn generic thì generic nó đang nói về cái dòng dõi, đúng không? Hoặc là nói về gen thì cũng không đúng, thì đây ta còn general nhá. Vậy ta có general, được chưa? General hoặc là basic education, tức là giáo dục phổ thông nha, giáo dục phổ thông được chưa? Hãy mình hiểu giáo dục nền tảng phổ thông thôi, được chưa? Ở đây chính xác là general. Câu ba này, in spite of her difficult living conditions, she worked very hard. Ở đây nó hỏi về cái adverb bổ nghĩa cho hot. Đó. Hai adverb đi với nhau. Thì là extremely, absolutely, completely, perfectly. Là mặc dù là điều kiện học và điều kiện sống khó nhưng mà cô ta làm việc chăm chỉ, đó, cực kỳ, rất là chăm chỉ. Ở đây anh cho luôn bởi vì là nó cũng từ rồi thì bây giờ giải thích cũng khó, đúng không? Thì đây là extremely hot nha. Đó, cực kỳ chăm chỉ, extremely hot. Đó, extremely hot, cực kỳ chăm chỉ. Absolutely hoàn toàn, completely cũng hoàn toàn, perfectly cũng mang nghĩa là hoàn toàn hoặc là một cái hoàn hảo. Đấy. Hai tư này, after the tragic dot dot Pierre Curie vào một năm 1906 này, she took up the position. Took up là ở đây mình hiểu là cô ta tiếp quản cái vị trí, giữ cái vị trí mà chồng cô ta đã giành được ở Sorbonne. Vậy thì sau cái gì đó thê thảm, tragic, bi kịch, bi thảm, sau cái thứ nhất là sau cái chết bi thảm, hay sau niềm hạnh phúc, hay sau việc sống, hay sau cuộc sống bi thảm, thì rõ ràng ở đây mình dịch được ta có là sau cái chết bi thảm, đúng không? Sau cái chết bi thảm thì không sao, được không? Nhé. Rồi ok, chúng ta tiếp tục sang câu 65. Nhưng bố bà mẹ đã nhận ra rằng là giáo viên trẻ thì gì đó great efforts to help the poor kids. Nhận ra rằng là giáo viên trẻ thì gì đó nỗ lực rất lớn để mà giúp những đứa bé nghèo, đúng không? Doing, making, having, getting. Thế ta có efforts, ok, thì bây giờ thì cái động từ đi với efforts thì rất ràng là make an effort hoặc là make efforts cũng được nha. Make efforts thì mang nghĩa đó là gì nhỉ? À, nỗ lực. To do something, nỗ lực làm gì. Đấy đó, đa chính xác làm gì. Đang nỗ lực rất lớn để mà giúp những đứa bé nghèo. I saw there are some ways of receiving information, including receiving information. Có một số cách nhận thông tin bao gồm đó là việc nhận thông tin gì đó orally, on ear, này, early, này, easily. Thì rõ ràng thì early, easily thì bỏ đi. Được chưa? Mình không chọn nên nó bảo có cách nhận thông tin bao gồm là nhận thông tin bằng việc nghe, đúng không? Bằng việc nghe thì đây ta có orally nha. Orally là bằng việc nghe. Chứ mình không dùng on ear nha, chúng ta không dùng on ear ở đây không có nghĩa đâu nha. Ok, câu số 7 này, the rain during the night will occur all over the country today. Rất là dễ. Ở đây chắc chắn rain là danh từ, trước là một tính từ, loại đàn D. Thì đây ta có heavy rain thôi. Hôm trước anh cũng còn nói về cái vấn đề là rain heavily. Vậy thì bây giờ rain biến thành danh từ thì chỉ cần biến heavily thành tính từ là xong, bổ nghĩa là danh từ luôn nha. Heavy rain, mưa nặng hạt suốt cả tối sẽ xảy ra trên khắp miền quê ngày hôm nay, vùng nông thôn hay trên khắp đất nước đây. Đây, anh nghĩ là trên khắp đất nước thì hợp hơn. 28 là the scientists introduced new farming methods which resulted in the crops bumper large. Nào câu số 8. Câu 8 thì ta có là gì nhỉ? Các nhà khoa học đã giới thiệu cái phương pháp canh tác mới
mà có thể dẫn tới resorting gây ra đúng không? Có thể dẫn tới cái những cái vụ mùa gì đó đúng không? Bump bump đây các em chú ý là kiểu như bump into đấy, somebody tức là tình cờ gặp ai. À sorry, tức là đâm sầm vào ai chứ. Đâm vào ai. Đúng không? Anh nhờ. Còn bumpy ở đây mang ý là va chạm, tính từ va chạm. Được chưa? Bumpy. Va chạm. À, không phải, đúng rồi, bumpy nhờ để va chạm. Bumpy đây nó là khi nói về con đường thì nó là gập ghềnh chứ. Đang không để ý. Gập gầm, gập ghềnh hoặc mấp mô nhá. Gập ghềnh hoặc mấp mô. Đấy. Nha. Đó. Thì còn bumper latch đúng không? Thì là còn bây giờ thì quan trọng là hai cái này thì có một cái đúng thôi. Thì ta có bumper crop, bumper hoặc là abandoned. Được chưa? Đấy, crop hoặc là harvest. Được chưa? Thì đây mang nghĩa là vụ mùa, bội thu. Đây là cụm từ bumper hoặc là abandoned crop hoặc harvest, vụ mùa bội thu. Còn latch khi mình muốn nói là vụ mùa bội thu ấy thì mình phải nói là large harvest thì mới mang nghĩa là vụ mùa bội thu, chứ mình không không dùng latch với crop, em hiểu chưa? Mình dùng bumper chứ không dùng latch. Đấy, đó là cái sự khác biệt nha. Được chưa? Đấy. 29 nhé. The scientists also helped the villagers grow the crops for export. Export. Ở đây chính xác là export, đúng không? Danh từ thì phải nhớ là một. À, các nhà khoa học cũng giúp người dân thì gì nhỉ? Trồng gì đó, vụ mùa gì đó để mà xuất khẩu. Đó, cash này, cashing money, financial. À, ở đây thì nó là cụm từ rồi. Thì ta có cụm từ đó là gì ạ? Ở đây ta cũng là cash nhé, cost hoặc là commercial crop, cost hoặc commercial crop tức là vụ mùa thu lợi, đấy, tức là vụ mùa mà người ta bán là sau đó là còn gì nhỉ, còn còn có thể là bán ra tiền cơ, đấy, trồng xong còn bán ra tiền, đấy, nha, ok chưa ạ, bán nó còn ra tiền để xuất khẩu cơ. Nhá, thì trong câu số 29 đây ta có là A. Nha, câu này là C nhé. Cash or commercial crop, vụ mùa thu lợi. Câu 30 này, some swimming animals such as fishes or sharks that move the water currents. Một loài, một số loài động vật bơi như thế là cá 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 cá, cá. Sóc, cá mập mà di chuyển gì đó cái dòng nước đúng không? Thì thế là dependent. Ở đây thì mình cần một loại từ gì? Chắc chắn là di chuyển một cách như thế nào đó thì rõ ràng là mình mới cùng adverb để bổ nghĩa đúng không? Do đó mình sẽ loại A và loại D đi. Dependent, independent. Còn dependently, independently thôi. Thì đây mình sẽ nhìn vào giới từ ở. Ta có independent ở mang nghĩa là độc lập. Tức đây là những con cá này nó di chuyển độc lập nhá, dòng với dòng nước nhá, vậy thì independently là chính xác. C, tức independent ở nó nghĩa là độc lập. Còn dependent thì nó đi với on thì mang nghĩa là phụ thuộc nhá, phụ thuộc. Là C. Rồi 31 này. How less do in Kent is owned. Cái gì là less do in Kent này được sử dụng được sở hữu bởi John Aspinall, người mà rất nổi tiếng, famous for nha. Với những cái chương trình của anh ta về việc là breed, chăm nuôi, chăm sóc đấy. Đó, chăm nuôi động vật gì đó và gọi là tái việc đưa vào chúng trong môi trường tự nhiên, tức là đưa lại vào trong môi trường tự nhiên. Endangered, dangerous, normal, ordinary. Ông này cũng khá là dễ đúng không ạ? Nuôi những cái động vật bị gì? Bị đe dọa đúng không? Tức là endangered animals nha. Endangered animals đe dọa. Dangerous là những động vật nguy hiểm thì không được. Đó. Normal thông thường, nhắn D không thể thông thường. 32 này. Có những người người mà không thể gì đó cái bí mật
Yeah. Thậm chí cả cái bí mật của họ cũng là bí mật người khác đấy, nên mình hiểu đấy nhá. Thì đây đã có là cái a secret, đã có là keep thôi. Keep our God a secret, giữ bí mật. Keep our God a secret, giữ bí mật nhá. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang câu số 33. What is the first quality for the friendship? And what does it tell you? À, câu này gì? Đúng không? Cái phẩm chất đầu tiên, đúng không? Đối với một cái tình bạn gì đó là gì? Và nó nói với bạn điều gì? Ở đây chắc chắn là mình nói là một tình bạn thực sự, đúng không? Mình sẽ nói là true và real friendship, tình bạn thực sự nha. Tình bạn thực sự, tình bạn thực sự nhé. Thì trong câu 33 này là na dễ. Câu A tư này, how many other friends do you have with her? Ở đây em thấy là ở trên Facebook thì nó cũng có, đúng không? Nó bảo là khi mà mình xem người xem profile người khác thì nó có hiện là có bao nhiêu bạn chung đấy. Đấy, ở đây thì nó hỏi bạn chung, bạn có bao nhiêu bạn chung với cô ta. Đó, common là phổ biến, mutual là chung, mutual nha, lẫn hoặc là chung với nhau đấy. Separate và tách rời ra, còn deliberate mang nghĩa là cố tình, cố ý nha, cố ý, cố tình. Thì đây có mutual friends, mutual friends mang nghĩa là bạn chung, để bạn chung nha. Câu 35 này, vào ngày sinh nhật tôi thì bố tôi tặng tôi tiền, vì vậy là tôi có thể mua một cái mũ cho bản thân tôi. Cái điều này khiến cho tôi cực kỳ là thích thú. Thì đây ta cũng có một cái trạng từ nha. Trạng từ ở đây là extremely excited, cực kỳ hứng thú nha. Perfectly hoàn toàn, một cách hoàn hảo. Lonely đơn độc, cô đơn. Correctly là một cách đúng đắn. Ở đây ta có extremely excited, ở đây thì chắc chắn là A là hợp lý nhất thôi, đúng không? Câu số 36, there was a sneaky that on his face, but I didn't think much about it. Có một cái gì đó sneaky, lén lút, đúng không? Vụ trộm lén lút đấy, lén lút trên khuôn mặt anh ta, nhưng tôi không nghĩ nhiều về điều đó. Ở đây ta có side look watch grail. Câu 36, câu 36 thì ta có thứ nhất là soi. Soi ở đây mang nghĩa đó là cái tiếng thở dài, sự thở dài. Sự thở dài. Đó, động từ cũng là thở dài luôn. Grail là nhìn chừng chừng, nhìn chằm chằm vào ấy. Được chưa? Còn lúc là cái nhìn, watch đứng xem. Thì đây ta có là có một cái nhìn lén lút. Được chưa? Lén lút. Cái nhìn lén lút ta có a sneaky look nha. Cái nhìn lén lút, một cái nhìn lén lút. Ba bài này, inside his bag, trong cái cặp của ta thì tôi có nhìn thấy một cái gì đó, dollar notes exactly like once my father had given me. Trong cái cặp anh ta thì tôi nhìn thấy một cái gì đó, cái sọc tiền đấy. Ở đây mình hiểu là cái mình có thể dịch sơ sơ là một cái sọc tiền chẳng hạn, một sọc tiền đô la, đúng không? Giống như cái những cái sọc tiền mà bố gửi cho tôi. Wet block pile of cotton. Wet. Ở đây ta có cho luôn nhé. Ta có a wet. A wet hoặc là a roll hoặc là a bundle of notes. Được chưa? Đấy, of notes mang nghĩa đó là một cục tiền, một cuộn hoặc là cục tiền. Đấy, một cuộn, một cục tiền nha. Còn block là khối. Pile nó là cái cọc ấy, được chưa? Còn cotton nó là cái bìa cắt thông. Thì đây ta có đàn A nha, nhìn thấy một cục tiền, được chưa? Các em 38 nhá. Anh ta đã cậu ta ăn trộm tiền tôi. Tôi không muốn make her the dot, so I decided just to take my money back from his school bag. Anh ta không ăn trộm tiền tôi nhưng mà tôi không muốn làm ồn lên, đúng không? Vì vậy là tôi quyết định là lấy lại tiền từ cái cặp đi học của anh ta. Ở đây ta có cái cụm là maker, make fast em nhé. Ở đây mình nói là làm âm sòng, ta có make fast. Ta làm âm sòng. Làm sòng. Được chưa? Chứ mình không làm maker noise.
mình nói là make noise, make noise đó, tức là gây ầm ĩ, gây tiếng ồn. Thầy giáo câu 38 phải ra nhé. Đó, khi mà mình nói là make make noise, đừng có nói là make a noise, mình nói là make a fuss, làm ầm xong. Imagine I had decided to bring my camera to draw some photos of the happy family. Tôi quyết định là mang cái camera tôi để chụp tấm hình gia đình hạnh phúc, đúng không? Thì ta có cũng rất dễ thôi. Ta có take photos, nha. Đoạn B luôn. Ta có take photos, nó nghĩa là chụp hình. Nha, take a photo, chụp hình. Rồi cho ra. Có 39 là B. Rồi câu cuối cùng. The host and the wife moved around to make sure that everyone was having a good night. Chủ nhà cũng như vợ đã đi xung quanh để đảm bảo mọi người có khoảng thời gian tuyệt vời, có một khoảng thời gian tuyệt vời. Thứ nhất là time, xin em để chú ý time với cả time, được chưa? Time ở đây mang nghĩa là thời gian không đếm được. Như khi times mà thêm s thì mang nghĩa là số lần. Ví dụ mình có nói là 3 times, 4 times, 7 times các kiểu, 3, 4, 5, 6, 7 lần ấy, thì mang nghĩa là số lần nha. Đấy. Timing, không biết có nào có timing thì thường thì nó mang nghĩa như thế là căn giờ ấy, căn thời gian nhé. Timing mang nghĩa là căn giờ và căn thời gian hoặc bấm thời gian cũng được, được chưa? Đấy. Thì đây là có time thôi, khoảng thời gian, một khoảng thời gian tối thiểu, được chưa? Ở đây mang nghĩa là khoảng thời gian, có một cái khoảng thời gian tối thiểu, được chưa? Ok, vậy thì chúng ta đã xử lý xong cái bài test số 2, cái phần 2 của phần cụm từ. Không biết các bạn nào có thắc mắc gì không? Bạn nào mà yêu cụm từ thì có thể đăng ký khóa cụm từ của anh, hoặc là muốn tổng ôn đủ các dạng, tức là tổng ôn theo cái chương trình ngữ pháp, từ vựng, cấu trúc, đọc hiểu thì có thể tham gia khóa tổng ôn package nha. Ok, vậy thì nếu mà không có bạn nào thắc mắc gì thì chúng ta kết thúc buổi livestream đây nhá. Ok, hẹn gặp lại với các bạn vào buổi khác nha. Tài liệu nâng cao thì từng từ em nhé. Ok, tạm biệt các em nhé. Bye bye.